Thank you.
thưa quý vị thân mến, chúng mình đang đến với nhau để thưởng thức hương vị điều gì? Thì không được biết ngay là ở bên cạnh đó đấu ép và quay đoàn cũng rất là tuyệt vời. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng ngày thưởng thức những món ẩm thực đặc sắc về của người Gia Lai. Thank you.
Vâng, kính thưa quý vị thân mến, các nghệ nhân của chúng ta vừa trình diễn xong bài chuyên sử dụng